Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu củ loa súp bát 30 màng khâu chì đỏ. Củ này của nó là củ loa súp 30 Martin các bác nhé. Con này cho các bác lắp súp điện nhưng mà mạch phải 4 xo mới tải được. Và bác nào chưa súp hơi dùng bát này cho em. Súp hơi bát 30 đó. Con này của nó là gân gân cao su. Màng chống nước các bác nhé. Màng này, phủ bóng sơn dầu chống nước này. Màng được khâu chì đỏ. Quá xịn luôn. Và bản này của nó là bản xương nhôm các bác nhé. Bản xương nhôm. Bản xương Martin, tem Martin này. Con này công suất của nó 500W trở kháng 8 ôm. Từ 170. Mặt T này, T màu đen này. Từ 170, từ dày. Côn 76. Súp này của nó màng ở dưới là màng sần quá nhé. Màng sần này. Với cái mẫu này thì em đang bán với mức giá là 850.000 một cái quá nhé. 850.000 một cái. Các bác quan tâm cái mẫu này, mua hàng điện trực tiếp về bên cửa hàng nhà em. Theo hai số điện thoại 5815 và 72, hai số này nhà em có Zalo luôn. Các bác có thể nhắn tin qua Zalo cho em. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé.